Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Health Nurain Plus được sản xuất tại Health Anh. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Health Is Nurain Plus cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Health Is Nura In Plus Beta carotene 6mg Vitamin E 45U 30mg Vitamin C 100mg Kẽm 20mg Collagen thủy phân 1200 mg Chiết xuất tre 333 mg. Dạng bào chế. Viên uống. Lão hóa là gì? Lão hóa là quá trình lớn lên và già đi mà cơ thể buộc phải trải qua, đến từ cả bên trong lẫn bên ngoài, nhưng sẽ biểu hiện ra bên ngoài bằng các hình ảnh trực quan, tóc bạc màu, da sạm đi, nổi đôi mồi, nám, da nhăn nheo, nếp nhăn và vết chân chim xuất hiện dày đặc, co rút xương khớp và suy giảm chiều cao công dụng và chỉ định của Helix Nurain Plus công dụng duy trì làn da khỏe mạnh chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ để bảo vệ các tế bào da chống lại thiệt hại oxy hóa và lão hóa hỗ trợ cho các tình trạng da có vấn đề như mụn trứng cá bằng cách giúp điều chỉnh các tuyến dầu giữ cho da mềm mại chỉ định những người mong muốn duy trì làn da mềm mại trẻ trung những người tiếp xúc quá nhiều với điều kiện nắng gắt, những người tiếp xúc với ô nhiễm hoặc làm khô khắc nghiệt bởi gió, những người có nếp nhăn và dấu hiệu lão hóa sớm, những người có vấn đề về da. cách dùng và liều dùng của Helix Noura in Plus cách dùng sản phẩm dùng đường uống liều dùng người lớn và thanh thiếu niên từ 16 tuổi mỗi ngày hai viên dùng cùng với thức ăn Chống chỉ của Health It Nura In Plus Không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm Lưu ý khi sử dụng Health It Nura In Plus Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Health It Nura In Plus, đồng thời biết cách sử dụng Health It Nura In Plus sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.